Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mạnh Cường Stock. Và em là Mạnh Cường. Thì ngày hôm nay như thường lệ, cứ hết cuối phiên là em sẽ có một video nhận định tổng quan thị trường và view cho kịch bản trong ngắn hạn thị trường nha mọi người nhé. Thì cuối phiên ngày 18 tháng 9 năm 2023, nội dung chính video gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó chính là VN Index kéo ngược về MA 50 ngày, khối lượng thấp nha mọi người nhé. Và cái lực bán mạnh đến từ dòng bất động sản và một số trụ nhà Vin nha mọi người nhé. Trụ nhà Vin vẫn đang phá thị trường rất là mạnh. Phần thứ hai đó chính là vùng biên phía dưới sẽ là cái vùng mà chúng ta đi săn nha mọi người nhé. Sẽ là những cái vùng mà chúng ta bắt đầu thăm dò tỉ trọng để đánh một nhịp ngắn khi thị trường kéo quay trở lại cái vùng biên trên 1250 nha mọi người nhé. Và thứ hai là em sẽ giới thiệu mọi người cách lọc cổ phiếu trong phiên. Và cái ý cuối cùng đó chính là một vài cổ phiếu mà mọi người cần chú ý. Đó chính là nhóm đầu tư công. Đầu tư công thì thực sự là cái nhóm này nó khá là mạnh. Ngày hôm nay chúng ta thấy FCN và HHV nó không những không điều chỉnh mà nó còn tăng ngược so với thị trường nha mọi người nhé. Còn một vài cổ phiếu mà đang có cái kiểu pullback về cái vùng hỗ trợ khá là đẹp với khối lượng thấp như là KSB, C4G, Đạt Phương. Và ngày hôm nay cá biệt có CTD có cái điểm mua pocket pivot trong nền giá của mẫu hình hai đáy nha mọi người nhé. Và cái nhóm banh thì em đang chú ý đến cổ phiếu Ngân hàng Hàng hải MSB nha mọi người nhé. Và cảng biển thì em chú ý đến SGP. Rồi em Cường quảng cáo một chút, em Cường thì có một nhóm Zalo là 0936812449. Em có một room cộng đồng, một room khách hàng và một room chuyên dành cho những người ưa thích lướt sóng nha mọi người nhé. Nếu ai mà muốn quay trở lại cái room Zalo của em, muốn về cái tem tư vấn của em thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại của em trên màn hình này. Và em sẽ giúp hỗ trợ mọi người mở tài khoản và đi cùng với mọi người trong suốt cái chặng đường đầu tư của mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên. Đó chính là VN Index kéo ngược về MA 50 ngày, khối lượng khá thấp. Đây chính là những cái điểm mà mọi người bắt đầu có thể mở mua cho một nhịp ngắn hạn nha mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tổng quan về thị trường. Ngày hôm nay VN Index giao dịch với cái khối lượng thấp là 844 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch ngày hôm nay chỉ có khoảng 19.700 tỷ nha mọi người nhá. Ngày hôm nay thì số mã đỏ lên tới gần 400 mã, số mã xanh 122 mã và có 3 mã tăng trần, 44 mã đóng tham chiếu và 3 mã sàn nha mọi người nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy ở trên đồ thị này thì chúng ta thấy là cái nhóm VN30 là cái tác nhân chính kéo chỉ số đi xuống, trong đó có nhóm banh là một này, nhóm Vin này mọi người, nhóm Vin này là cái nhóm kéo mạnh nhất bởi vì Vinhome ngày hôm nay đã giảm lên tới gần 3%. SAB ngày hôm nay cũng kéo giảm thị trường 2,3 điểm, tức là nó sẽ kéo thị trường khoảng tầm gần 2 điểm của thị trường nha mọi người nhá. Masan cũng vậy này. Novaland ngày hôm nay tiếp tục phá thủng MA 50 ngày. Như hôm trước em đã nói với mọi người rồi, tất cả những cái lần điều chỉnh của nhóm cổ phiếu yếu nó thường sẽ phá thủng MA 50 ngày nha mọi người nhá. Nên hôm trước em cũng có nói với một vài anh chị là nếu có Novaland thì phải đề phòng cái cú mà nó xuyên thủng đấy. Còn ngày hôm nay ở trong cái nhóm trụ banh thì có con BIDV này, nó cũng có cái yếu tố giảm mạnh nha mọi người nhá. Nó giảm hơn trên một điểm. Mà BIDV nó cũng là một ngân hàng Big Four, vốn hóa khá lớn trong cái rổ VN30. Ngày hôm nay thì chỉ có nhóm chứng khoán là giữ được cái sắc xanh nhẹ và một vài nhóm cổ phiếu thủy sản nha mọi người nhá. Thủy sản và xuất khẩu, chứng khoán, đầu tư công thì ngày hôm nay khá mạnh, có FCN và HHV. Hai cổ phiếu này là hai cổ phiếu dẫn của dòng đầu tư công. Mọi người hết sức chú ý đến hai cổ phiếu này. Và một vài cổ phiếu dòng đầu tư công cũng đang có xu hướng test lại đỉnh cũ với khối lượng thấp nhé. Thì tí nữa em sẽ phân tích với mọi người trên đồ thị. Còn lại tất cả nhóm cổ phiếu bán lẻ thì đều suy yếu. Bán lẻ có DGV kép hôm nay cũng có sự suy yếu, giảm 0,4 điểm và PET giảm 1 điểm. Ngược lại thì có FRT hôm nay trên đồ thị em nhìn thì cái FRT này cũng không phải là một cổ phiếu đẹp, bởi vì cái sự tăng điểm nhẹ này ngày hôm nay dần dần người ta gọi là có sự phân kỳ gì mọi người, phân kỳ giữa giá và khối lượng này đấy. Giá thì đi lên nhưng mà khối lượng liên tục đi xuống nha mọi người nha, nên mọi người cũng hết sức chú ý FRT. Nó hoàn toàn có thể sẽ bull bẫy mọi người tham gia vào và bắt đầu nó mới rũ gãy về đường MA 20 ngày hoặc MA 50 ngày nha mọi người nha. Những cái nhịp kéo ngược đó nó sẽ làm cho chúng ta bị lỗ ở trong những cái vị thế ngắn hạn, nên mọi người hết sức chú ý giúp em. Rồi còn nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay chúng ta thấy là CTS thì nó vẫn có nảy lên. Tuy nhiên là mọi người hết sức chú ý giúp em là cái nhóm này nó cũng đang có cái sự yếu đi nha mọi người nha. Bởi vì sao mọi người thấy nó yếu đi không? Vì sao mọi người? Bởi vì là những cái nhịp hồi này này mọi người này, khi mà nó kéo về đường MA 10 ngày ấy,
mà những cái nhịp hồi này của nó thiếu khối lượng ấy thì là chứng tỏ là cổ phiếu nó đã yếu đi rồi đấy mọi người nhá. Nên mọi người cẩn trọng, nó sẽ có những cái cú bull lên tạo hai đỉnh này. Đấy, cẩn thận những cái cú bull lên tạo hai đỉnh nhá mọi người nhá. Khi mà MACD nó vòng xuống này xong bắt đầu nó bull lên nó tạo hai đỉnh này là nó rất dễ chỉnh sâu nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người chú ý giúp em nhóm ngành chứng khoán cũng vậy. Mọi người chỉ ưu tiên giữ thôi, không có mua mới và canh những cái nhịp nó kéo thì chốt lời dần đi nhá mọi người nhá. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì khi những cái cổ phiếu mà nó đã tăng giá quá cao, nó đã có cái xu hướng chạy nước rút nhá mọi người nhá. Mọi người trên nhìn trên đồ thị tuần này. Đây là đồ thị tuần của cổ phiếu CTS. Mọi người thấy không? Đây chính là một cây, cây gì mọi người? Cây volume lớn nhưng giá thì lại đóng cửa ở nửa thân giá nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy là một cái dấu hiệu mà chúng ta thấy là nó đã có cái lực cung bán ra. Và cái thứ hai nữa là điều gì mọi người? Là nó đã gần về với cái đỉnh thời đại này mọi người này. Đây chính là cái đỉnh thời đại của nó này. Đấy, nên mọi người hết sức chú ý giúp em nhá. Cái giai đoạn này nếu mọi người mua đuổi những cái cổ phiếu chứng khoán là rủi ro cao và lợi nhuận thấp nha mọi người nhá. Mọi người chú ý giúp em là như vậy. Có thì cố gắng giữ thêm thôi, chờ cái nhịp mà nó có phiên sàn đầu tiên thì bán. Còn nếu mà mua thêm ấy thì nhớ cái video này của em nhá. Nhớ cái video này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần đầu tiên, đó chính là VN Index kéo ngược với MA 50 ngày với khối lượng thấp. Về phần kỹ thuật thì em nói mọi người nghe, ngày hôm nay VN Index kéo ngược về MA 50 ngày, chạm MA 50 ngày này, đúng như cái nhận định buổi sáng này của em này. Em để một cái đường biên ở giữa này mọi người thấy không? Khi mà nó kéo ngược về MA 50 ngày, khối lượng thấp thì nó rất dễ sẽ có cái sự hồi phục nha mọi người nhá. Một vài phiên tới khả năng nó sẽ có cái nhịp hồi phục lên cái đường biên trên vùng 1250 nha mọi người nhá. Thì chúng ta có thể sẽ bắt đầu mua gom dần dần những cái cổ phiếu mà chúng ta cho là nó đạt tiêu chí ở cái vùng dưới này để đánh một cái nhịp ngắn khi thị trường quay trở lại test đỉnh nha mọi người nhá. Bởi vì sao? Cái vùng này em vẫn cho nó đang là một vùng sideways nha mọi người nhá, chứ nó chưa thể nào mà vượt được đỉnh ngay đâu. Đấy. Khi nào mà nó sẽ có những cái cú đạp cật lực để loại bỏ hết chúng ta ra ngoài thì lúc đó, sau cái cú đạp đấy, thị trường mới dễ vượt đỉnh nha mọi người nhá. Nên mọi người hết sức chú ý giúp em. Dạng như kiểu này nè mọi người nè. Khi mà nó có những cái cú đạp vượt đỉnh cật lực như này thì khả năng sau đó thị trường nó mới dễ vượt đỉnh nha mọi người nhá. Đây này. Nó sẽ có những cái cú đạp kiểu như này nè. Đi xuống này, hồi lên test đỉnh này, xong bắt đầu là xuống này. Quả này nó sẽ phá thủng luôn cái đường biên dưới này mọi người này. Nó sẽ có những cú phá thủng này, xong bắt đầu nó hồi lên, test lại một phát nữa, nó gọi là cái cú spring đấy mọi người ạ. Spring ấy, spring ở trong quai cốc ấy, nó gọi là cú rũ bỏ cuối cùng nhé mọi người nhá. Sau đó nó mới vòng lên, nó lình xình ở trên này và nó vượt đỉnh nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người chú ý giúp em, đấy là cái mô hình mà em đang hình dung ra cho cái chỉ số VN Index hiện tại. Và nếu mà nó có phá thủng được MA, nó có phá thủng được MA 50 ngày thì em nói mọi người là cái vùng hỗ trợ dưới nó có thể nó sẽ về vùng 1180. Tuy nhiên nếu thị trường nó yếu lực cầu nha mọi người nhá thì nó mới test nha mọi người nhá. Còn lực cầu mạnh thì khả năng thị trường nó sẽ không test đâu. Bởi vì sao? Bởi vì test xuống dưới thì lực cầu nó sẽ ồ vào nó đỡ nha mọi người nhá. Đấy. Chúng ta còn phải kiểm tra cung cầu của thị trường hàng ngày nữa. Ngày hôm nay bắt đầu chúng ta thấy có sự cạn kiệt khối lượng đi rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày hôm nay bên phe bán nó đã thắng thế nha mọi người nhá. Vì sao? Vì hôm nay nó chỉ mất một ít lực bán thôi mà nó đã đẩy thị trường giảm được mười mấy điểm nha mọi người nhá. Với cái khối lượng thấp như thế này chứng tỏ là cái người quan tâm mua lên gần như nó đã bắt đầu ít đi rồi nha mọi người nhá. Đấy, mọi người chú ý giúp em là như vậy. Ở trên này thì biểu đồ này của em mọi người thấy này, đấy chính là cái lực cung cầu. Lực cầu bán ra nó vẫn còn đang khá lớn. Khi nào mà cái lực cầu này này mọi người này nó quay trở lại, à cái lực cung bán ra còn đang khá lớn, khi nào mà cái lực cung này nó quay trở lại cái đường histogram nha mọi người nhá, là cái vùng giữa này này. Đấy, khi nào cái lực cung nó quay trở lại cái vùng giữa này này thì là cái lực cung nó đã suy yếu rồi. Và lúc đấy chỉ cần một lực cầu nhẹ thôi là chỉ số nó sẽ quay trở lại cái vùng đỉnh cũ nha mọi người nhá. Nên mọi người bình tĩnh, cái giai đoạn này thật bình tĩnh. Đây này, đấy, trong zoom của em này, zoom khách hàng của em, thì ngày hôm nay em cũng không cho mọi người mua bán cái gì cả. Đây, chào cả nhà, tuần mới chúc anh chị em mình luôn may mắn và bình an. Tuần này chúng ta chưa cần vội vàng mua bán gì. Và cuối phiên thì em có nói mọi người kê mua con MSB vùng 14.2 đến 14.4. Đó, bắt đầu thu gom dần những cái cổ phiếu mà nó có cái tiêu chí, mình sẽ gom từ 5-10% một nha mọi người nhá. Đến khi nào mà thị trường nó càng đạp sâu thì lúc đó chúng ta mới gom nhiều hơn nha mọi người nhá. Nên mọi người hết sức chú ý giúp em. Còn ngày hôm trước cuối tuần thì cho mọi người lấy thêm FCN này mọi người này, kê 18.6 không khớp, nhưng mà về sau phải mua đến giá 19 luôn nha mọi người nhá.
và em cũng mua thêm có khoảng tầm 90 nghìn thôi, chứ cũng không mua nhiều. Cái giai đoạn này chơi toàn bằng tiền mặt chứ không có sử dụng margin nha mọi người nhá. Hiện tại tài khoản của em vẫn còn khá là nhiều sức mua này mọi người này. Đấy, khá nhiều sức mua đấy. Đấy, nhiều sức mua lắm. 2.8 tỷ mà chưa sử dụng một tí margin nào, còn nhiều sức mua. Ngày hôm nay kê mua MSB 14.2 50.000 nhưng không khớp này mọi người này. Đấy, nó đạp xuống mà khớp là đẹp luôn. Cứ gom dần dần thôi, mình cứ nhẩn nha thôi. Giai đoạn này thì giai đoạn thị trường sideways là cái thị trường khó kiếm ăn nhá, không phải dễ kiếm ăn đâu mọi người ạ. Cho nên là đi ra đi vào nó phải có quy củ, đừng có tưởng là thích là sơi là chết đấy nha mọi người nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta đi sang cái phần thứ hai nhá mọi người nhá. Ngày hôm nay thì trụ Vin và dòng bất động sản nó vẫn chưa tìm được đáy. Thì mọi người có thể thấy ở trên đồ thị đây. Cái trụ Vin. Trụ Vin đây mọi người này. Đấy. VIX này. VCI VIX. Đấy, VIX nó vẫn chưa tìm được đáy nhá mọi người nhá. Nhưng ngày hôm nay nó cũng đã có cái hiện tượng dừng giảm rồi. Đấy, cho nên là một vài tiên tới, nếu mà VIX nó hồi là nó cũng sẽ có cái tác nhân để kéo thị trường nó hồi trở lại nhá mọi người nhá. Đấy, đầu tiên là cái trụ VIX, sau đó đến trụ Vinhome. Trụ Vinhome thì ngày hôm nay hơi xấu, nó quay trở lại nó test nha mọi người nhá. Vinhome ngày hôm nay nó có một phiên giảm từ phiên trước này, nó có một phiên hồi này, và sau đó phiên ngày hôm nay nó lại test về cái đáy cũ này. Đó. Cho nên cái bọn này nó vẫn chưa đồng thuận cho thị trường lên. Bọn này nó vẫn đang đè thị trường xuống. Ngày hôm nay Vietcombank cũng giảm với cái khối lượng thấp. Tuy nhiên nó cũng góp phần làm cho thị trường bị dao động nha mọi người nhá. Trong phiên mọi người thấy không? Trong phiên này nó kéo xả này. Đây là cái hiện tượng kéo xả trong phiên, mọi người chú ý nhá, em sẽ chỉ cho mọi người này. Đây chính là cái hiện tượng kéo xả trong phiên này mọi người thấy không? VN Index này. Đó, trong phiên mọi người thấy chưa? Nó kéo lên dập xuống, kéo lên dập xuống, kéo lên dập xuống đấy mọi người thấy không? Nó lên theo từng con sóng này, lên này, xuống này, lên này, xuống, lên này, xuống này. Buổi chiều là bắt đầu nó mới đạp mạnh này. Nó đạp mạnh nhất là cái lúc 12 sau 2 giờ nha mọi người nhá. Đó. Và cái nhịp lần này em nghĩ là một phần đến từ phái sinh nha mọi người nhá. Bởi vì sao? Đây là cái biểu đồ VN30F1M. Phái sinh ngày hôm nay nó rất thao túng thị trường nha mọi người nhá. Bởi vì sao? Em nghĩ khả năng là tổ chức và tự doanh nó đang vị thế sọt nha mọi người nhá, nên là nó bán rất mạnh cổ phiếu dòng trụ để ép thị trường giảm điểm nha mọi người nhá. Tuy nhiên cái lực cầu nọ nay đến từ cái khối nhà đầu tư cá nhân tham gia rất nhiều vào cái nhóm cổ phiếu vốn hóa mid cap và small cap nha mọi người nhá. Nó giữ cho những cái nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán không có suy giảm. Trong phiên có những cái lúc giảm nhưng sau đó nó lại hồi xanh. Nhưng mà mọi người cẩn thận với cái nhóm cổ phiếu này. Bởi vì sao? Cái nhóm cổ phiếu mà tăng mạnh chỉ cần có một phiên giảm điểm mạnh thôi là cái lực cung bán ra nó sẽ dẫm đạp lên nhau, nó chạy nha mọi người nhá. Bởi vì mọi người biết rồi đấy, nhỏ lẻ thì không bao giờ có cái sự đoàn kết. Chỉ cần một áp lực cung mạnh đạp cổ phiếu gần sàn thôi là họ sẽ tuôn ra bán sàn nha mọi người nhá. Đấy, nên mọi người chú ý giúp em, không mua cổ phiếu chứng khoán giai đoạn này nữa. Ưu tiên nắm giữ thôi, và khi nào có phiên sàn đầu tiên thì chạy nha mọi người nhá. Nhớ giúp em là chạy. Đấy. Bản chất em cũng còn nắm một số cổ phiếu chứng khoán, nhưng em chỉ nắm EVS và AS thôi. CTS em đã bán hết rồi. Ngày hôm nay có mua 2.000, đạt phương vui vui một tí, nhưng mà lỗ luôn 1% trong phiên này mọi người này. Đó. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ sang cái ý cuối cùng là thị trường hiện tại vẫn đang tìm dòng dẫn dắt mới nha mọi người nhá. Dòng dẫn bắt dắt mới chính là cái dòng nó sẽ dẫn thị trường vượt đỉnh trong cái chu kỳ vài tháng cuối năm nha mọi người, chú ý giúp em. Mà dòng dẫn dắt mới hiện tại bây giờ em thấy, đầu tiên cái dòng đầu tư công thì nó không bao giờ là dòng dẫn cắt được. Bởi vì sao? Cái quy mô vốn hóa của nó không đủ để kéo thị trường đi lên. Cho nên chúng ta chỉ có thể tin vào thứ nhất là banh này, thứ hai là thép nha mọi người nhá. Bởi vì thép nó có cổ phiếu HPG, Nam Kim và Hoa Sen cũng có thể là một vòng dòng dẫn dắt được. Cộng với cái nhóm cổ phiếu banh, nếu một vài cổ phiếu nó thay nhau nổ lên thì nó sẽ dẫn dắt thị trường vượt đỉnh nha mọi người nhá. Tuy nhiên nhóm của em thì vẫn đang lựa chọn FCN cho nhóm đầu tư công, và em chọn MSB cho nhóm banh nha mọi người nhá. Đó. Còn lại những cái cổ phiếu phía sau này cũng đẹp, tuy nhiên tiền của chúng ta thì chúng ta chỉ nên tập trung vào 1 đến 2 cổ phiếu trong một ngành thôi, chứ không có đâu mà giải nhiều nha mọi người nhá. Đồng tiền nó có hạn, chứ có phải là cổ phiếu nào cũng thích là mua đâu. Danh mục chúng ta cứ như kiểu cái tờ sớ ấy, thì khi mà có biến thì làm sao mà chúng ta xử lý được, đúng không mọi người? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai, đó là vùng biên dưới sẽ là cái vùng chúng ta đi săn nha mọi người nhá. Thì như cái sáng nay em nói với mọi người trên cái biểu đồ này, trong cái room cộng đồng,
buổi sáng này mọi người này, đây này, đó. Cái vùng biên em kẻ sẵn từ lúc sáng này và nó đạp thẳng về cái vùng biên dưới luôn. Thì cái vùng biên dưới này sẽ là cái vùng chúng ta bắt đầu đi săn hàng nha mọi người nhá. Đó, chú ý săn hàng. Một là những cổ phiếu đầu tư công, hai là những cổ phiếu banh nha mọi người nhá. Đó, hai cái cổ phiếu tâm điểm. Dầu khí cũng đẹp, tuy nhiên cái nhóm dầu khí thì nó hay biến động theo giá dầu cho nên chúng ta khó lường trước được. Vậy nên cái gì mà chúng ta không làm chủ được cuộc chơi thì chúng ta tốt nhất là hạn chế tham gia nha mọi người nhá. Nên chú ý vào nhóm banh và đầu tư công. Đó, rồi. Và cái ý thứ hai của cái phần thứ hai là nhóm cổ phiếu mà được dòng tiền lựa chọn bật dậy đầu tiên sau các nhịp rũ nha mọi người nha. Mọi người chú ý giúp em, sau những cái nhịp rũ mà cái nhóm cổ phiếu nào nó là con đầu tiên nó xanh ấy, nó bật dậy luôn, nó tăng 2-3% luôn, thì mọi người chú ý vào những cái cổ phiếu đó. Bởi vì sao? Những cái cổ phiếu đó nó đang có dòng tiền mờ nhá. Mờ là market maker nha mọi người nhá. Giai đoạn này thị trường đang đảo dòng và dòng tiền market maker ở những cái cổ phiếu có tạo lập nó sẽ gì mọi người? Nó sẽ tạo những cơn sóng nha mọi người nhá. Thì em sẽ giới thiệu với mọi người cách lọc cổ phiếu trong phiên luôn để chúng ta có thể tìm được những cái cổ phiếu mà có market maker mà họ đang có cái yếu tố là làm giá cổ phiếu nha mọi người nhá. Thì đây em sẽ có một cái bộ lọc này gọi là bộ lọc trong phiên của em nha mọi người nhá. Thì qua đây chúng ta có thể sẽ lọc ra những cái cổ phiếu có market maker mà nó đang làm gì mọi người? Đang có xu hướng nó đẩy giá cổ phiếu. Đây này mọi người có thể thấy này. Đây là VND này. Đầu tiên là VND nha mọi người nhá. Đó. VND ngày hôm nay đã bắt đầu có xuất hiện dòng tiền tạo lập vào này, tham gia này. Tuy nhiên cổ phiếu này nó cũng đang có cái xu hướng quay trở lại cái vùng đỉnh này rồi. Nên là chúng ta phải chú ý là điều gì? Cổ phiếu mà cận đỉnh cũ thì chúng ta không tham gia nha mọi người nhá. Bộ lọc thì nó chỉ lọc cho chúng ta những cái cổ phiếu mà đang có gì mọi người? Đang có yếu tố tạo lập dòng tiền thôi. Còn nếu mà nó tiến về gần kháng cự thì chúng ta có thể bỏ qua nha mọi người nhá. Nên là VND tuy là có dòng tiền tạo lập vào nhưng chúng ta hạn chế mua. Thứ hai là cổ phiếu gì? TCH này. TCH cũng vậy, có dòng tiền tạo lập vào này nhưng mà nó đang gần cạnh cái vùng đỉnh cũ này mọi người nè. Đó, nó gần cái vùng đỉnh cũ rồi nên chúng ta phải từ từ, đừng có vội vàng tham gia nha mọi người nhá. Có tham gia thì cũng chỉ lấy vào để làm gì? Để làm gì mọi người? Lấy vào một tỷ trọng nhỏ thôi để thăm dò nha mọi người nhá. Bởi vì khi cái điểm mua đầu tiên của chúng ta nó có lãi ấy, thì bắt đầu mới xác nhận là cái điểm mua của chúng ta đúng nha mọi người nhá. Còn nếu điểm mua của chúng ta sai, ở trong những cái giai đoạn này nếu chúng ta đánh vào những cái cổ phiếu có dòng tiền market maker thì mọi người chú ý giúp em là cắt lỗ 4%, cắt một nửa và 8% cắt hết nha mọi người nhá. Đó. Và đây là cổ phiếu CTD. Đó, CTD ngày hôm nay có điểm mua pocket pivot của mẫu hình gì mọi người? Của mẫu hình hai đáy nhá mọi người nhá. Đấy. Nó ngày hôm nay nó vượt qua cái điểm pocket pivot của mẫu hình hai đáy. Đó, một đáy này. Hai đáy này. Đó, mọi người chú ý nhá, CTD này. Mọi người có thể chú ý nhiều vào CTD trong cái giai đoạn tới. Bởi vì cổ phiếu này nó đã có một cái giai đoạn phân phối ngắn này, sau đó nó tích lũy lại này mọi người này. Giai đoạn này là giai đoạn phân phối ngắn này. Đó. Và giai đoạn này là giai đoạn nó đang tích lũy lại này. Và giai đoạn này là nó bật lên này. Đấy nên mọi người chú ý cái điểm mua pocket pivot là cái điểm ngày hôm nay. Và nếu một vài phiên tới nó có test lại cái vùng giá 70 thì mọi người hoàn toàn có thể làm gì mọi người? Hoàn toàn có thể tham gia tỷ trọng vừa phải để thăm dò nha mọi người nhá. Đối với cổ phiếu CTD. FCN thì ngày hôm nay nó cũng được kéo lên. Tuy nhiên cái cổ phiếu này thì cái nền nó đang hơi bị ngắn nha mọi người nhá. Cổ phiếu này là cũng là cái cổ phiếu mà nhóm em nắm giữ, bọn em mua từ cái cây này nè mọi người này. Đó, mua từ cây này này. Và mua thêm ở cây nổ này nha mọi người nhá. Và bây giờ cái nền trên này yêu cầu là nó phải 6 phiên thì bắt đầu nó mới có cái xu hướng nó sẽ nổ tiếp một nhịp nữa nha mọi người nhá. Đấy. Cổ phiếu này ngày hôm nay thị trường giảm điểm nhưng nó tăng điểm hơn 2% nha mọi người nhá. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là đội tạo lập cổ phiếu này khá là mạnh. Họ chấp nhận làm gì? Chấp nhận làm gì mọi người? Thu gom cổ phiếu ở giá cao nha mọi người nhá. Đấy. Ngoài ra có HHV ở cái nhóm này cũng đang khá là mạnh này. Đấy, HHV này hôm nay nó tiếp tục vượt đỉnh. Nó không điều chỉnh giảm đỏ luôn. Cuối phiên nó giật lên xanh luôn. Thế mọi người thấy là nó đã mạnh như thế nào rồi đấy. Ngày hôm nay thì bắt đầu xuất hiện thêm nhóm cổ phiếu thủy sản này mọi người này. Đó, thủy sản thì ngày hôm nay có cổ phiếu VHC. Xu hướng là đang quay trở lại cái vùng đỉnh cũ nha mọi người nhá. Đấy, tuy nhiên cái điểm mua này thì nó khá là rủi ro. Bởi vì nó gần về đỉnh cũ thì nó hoàn toàn có thể sẽ có những cái cú retest trong những cái phiên tới nha mọi người nhá. Đấy,
mua ở những cái điểm gần đỉnh cũ ở cái giai đoạn này không phải là một điểm mua tốt, nên mọi người hết sức chú ý giúp em. Tuy là có dòng tiền, tuy nhiên chúng ta phải mua ở trong phiên cơ đó, chứ không phải là để ngày hôm sau mà khi mà nó nhún lên một tí nữa chúng ta mua là chúng ta dễ bị dính vào cái bẫy bull trap nha mọi người nhá. ANV cũng tương tự, ANV tiếp tục nắm giữ. ANV là cái cổ phiếu nắm giữ trung hạn của em nhá mọi người nhá. Đây. Đấy, vẫn đang cầm tỷ trọng là hơn 1 tỷ, tỷ 2 ANV này. Hôm trước em có bán bớt đi khoảng tầm 40% ANV nhá, bởi vì để giảm tỷ lệ margin. Mình không, đoạn này mình chấp nhận là mình không chơi margin, mình sẽ chơi an toàn. Mình sẽ đi lên từ từ chứ không đánh đòn bẩy nhiều đoạn này. Bởi vì sao? Đòn bẩy nó chính là con dao hai lưỡi. Giai đoạn thị trường rõ xu hướng đi lên thì nó là một cái gì mọi người? Cái làn gió để cho mình kiếm tiền thêm. Nhưng khi giai đoạn thị trường chưa rõ xu hướng thì chỉ cần một bất cẩn thôi là nó sẽ là con dao cắt cổ mình nha mọi người nhá. Đấy, nên mọi người hết sức chú ý giúp em. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần gì? Cái phần cuối cùng nha mọi người nhá. Đó chính là phần chú ý những cái cổ phiếu đầu tư công. FCN, HHV thì em vừa nói rồi. Còn em sẽ nói tiếp về những cái cổ phiếu KSB, C4G, Đạt Phương và CTD nhá mọi người nhá. Thì vẫn cái danh mục cũ thôi, em vẫn sẽ để ý những cái cổ phiếu này. Xem bằng cái Army Broker này đi cho nó trực quan. Đầu tiên là cổ phiếu KSB. Đó. KSB thì em nói thật với mọi người là ngày mai mọi người hoàn toàn có thể thăm dò KSB được rồi. Bởi vì sao? Vì cổ phiếu này nó đã quay trở lại test lại cái nền giá này, mọi người thấy chưa? Với cái khối lượng nó cũng đã thấp rồi đi này. Đó. Nếu ngày mai mà nó có cái cú nhúng thủng lại cái vùng này là vùng MA 50 ngày, vùng 31.000 thì mọi người tham gia lấy luôn cho em nhá. Lấy vào tỷ trọng 10% trước để đánh một cái nhịp nó quay trở lại hồi phục về đỉnh cũ là vùng 34 nha mọi người nhá. 31 lên 34 thì mình vẫn đánh được một cái nhịp ngắn 10%. Đấy. Còn sau đó nó vượt đỉnh thì chúng ta sẽ tính tiếp. Còn cái giai đoạn này mọi người nhớ giúp em nhá, khi mà nó quay trở lại vùng giá 31 sẽ là cái điểm để chúng ta tham gia. MA 50 ngày nhá mọi người nhá. Cái vùng MA 50 ngày là cái đường màu tím này. Đó, để em xem cái Bollinger Band của nó ngày hôm nay cũng đã chưa có sự bóp chặt. Cho nên là con này chỉ đánh ngắn hạn thôi, bắt cái nhịp hồi nhá mọi người nhá. KSB này, thứ hai là C4G này. Đó. C4G thì cũng tương tự như KSB nha mọi người nhá. Giai đoạn này mọi người cũng có thể chú ý và lấy vào được rồi. Bởi vì sao? Ngày hôm trước em đã phân tích với mọi người rồi đó. Cái cổ phiếu này nó là cái nhóm ngành xây dựng nha mọi người nhá. Xây dựng đầu tư công. Và nó cũng có vốn hóa của nhà nước nha mọi người nhá. Đấy. Và nó cũng đang có cái sự test lại này. Đấy. Phiên này là phiên vượt đỉnh này. Đấy, vượt đỉnh này và test lại này. Mọi người thấy không? Khối lượng nó bắt đầu cạn kiệt xuống rồi đấy. Và chỉ cần thị trường tốt lên, nó sẽ chạy theo cái dòng đầu tư công nhá. FCN, HHV nổ lên là bọn này cũng sẽ nổ lên. Nên mọi người chú ý, cổ phiếu nó có tính dòng. Và dòng đầu tư công giai đoạn này nó đang là dòng mạnh nhá mọi người nhá. Bởi vì sao? Thị trường điều chỉnh nó không chỉnh mấy nhá mọi người nhá. Thậm chí những cổ phiếu lead nó còn tăng giá so với thị trường điều chỉnh. Đấy, nên mọi người chú ý giúp em. KSB, C4G và Đạt Phương nữa này. Đó, Đạt Phương ngày hôm nay đạt tiêu chí mua. Em thăm dò 2.000 vui vui thôi. Mọi người có thể thấy đây chính là phiên test cung. Và đây chính là phiên no supply. Nó chính là một bộ thanh ba tăng giá của cổ phiếu đấy nha mọi người nhá. Nên mọi người chú ý, ngày mai nếu Đạt Phương nó tăng thì mọi người có thể lấy đề ba vào khoảng tầm 5%. Đó, đánh vừa vừa phải thôi. Bởi vì nhịp này là cái nhịp chúng ta chỉ đánh ngắn, sai chúng ta sẽ cắt lỗ ngay. Đạt Phương ngày hôm nay có phiên test thứ 3, 1, 2 và 3. Ở cái nền giá này của Đạt Phương cũng khá là cạn kiệt khối lượng rồi. Lần test thứ nhất vôn còn hơi lớn. Lần test thứ 2 vôn đã thấp xuống. Lần test thứ 3 vôn cạn kiệt rồi. Mọi người chú ý giúp em nhé. Ngày hôm nay em có lấy 2.000 Đạt Phương và lỗ luôn 1% trong phiên. Nhưng nếu mà ngày mai nó đạt cái điểm mua là em sẽ lấy thêm 3.000 nữa là 5.000 nha mọi người nhé. Đánh vui chơi có thưởng 200 triệu. Nếu được 10% làm 20 triệu. Còn nếu mà không được gì thì cắt lỗ ở mức 4% cắt một nửa, 8% cắt hết nha mọi người nhá. Rồi, cổ phiếu Đạt Phương và bây giờ đến cổ phiếu cuối cùng là cổ phiếu CTD thì em vừa phân tích rồi nhá. C4G rồi này, Đạt Phương rồi, KSB rồi này. Rồi đến cổ phiếu MSB dòng banh. Vì sao em thích cổ phiếu này thì ở trong cái video ngày chủ nhật em có nói với mọi người đó. Đó. Cổ phiếu MSB này nó đang tạo mẫu hình chiếc cốc tay cầm đầu tiên ở trên biểu đồ tuần. Mọi người có thể thấy đây chính là một mẫu hình chiếc cốc tay cầm.
Đó, chiếc cốc này và đây là phần tay cầm này. Đấy, và đây em cho là nó đang xây một cái nền giá phẳng nhá mọi người nhá. Nếu nó xây một cái nền giá phẳng trên này là cổ phiếu này nó hoàn toàn có thể quay trở lại vùng 20 trong tương lai. Đấy. Và chúng ta sẽ mua cổ phiếu này gom dần và kỳ vọng cho cái nhịp cuối năm nhá mọi người nhá, cho cái nhịp sóng tới khi mà thị trường bắt đầu vượt qua cái vùng 1250 và quay trở lại vùng 1300. Mọi người chú ý giúp em này, thị trường đợt này nó có rung lắc, có rũ bỏ nhưng rồi cũng sẽ vượt đỉnh để quay trở về vùng 1300 nhá mọi người nhá. Đó là không thể nào khác được. Mọi người chú ý giúp em, nếu vĩ mô mà có gì biến động thì mới sợ, chứ còn nếu vĩ mô không biến động thì con đường của cổ phiếu vẫn là phải đi lên trong cái chu kỳ tiền rẻ nha mọi người nhá. Mọi người hết sức chú ý giúp em. Đó, và cuối cùng là cổ phiếu cảng biển MSB nhá mọi người nhá. MSB này. À đâu, SGP, em xin lỗi mọi người. SGP. SGP đấy. SGP đang có một cái mẫu hình nền giá dốc lên khá là đẹp ở cái đồ thị tuần, và trên đồ thị ngày thì rõ ràng cổ phiếu này đang tạo cái mẫu hình VCP nhỏ ạ. 1 này và 2 này và 3 này. Đấy, nên mọi người hoàn toàn có thể lấy thăm dò vào cổ phiếu SGP nhá mọi người nhá. Vùng giá 19 cứ thăm dò đi. Đó, lấy tỷ trọng vừa phải thôi. Rồi khi nào mà nó quay trở lại vùng đỉnh cũ 20.1 có cái cây khối lượng lớn thì bắt đầu chúng ta sẽ mua thêm. Đầu tiên chúng ta phải thăm dò trước đã, bởi vì khi chúng ta thăm dò thì chúng ta sẽ có vị thế ở trong cổ phiếu trước. Khi mà nó nổ lên chúng ta có vị thế rồi, chúng ta rất dễ chúng ta lấy thêm được nhá mọi người nhá. Còn nếu trong trường hợp chúng ta không lấy thăm dò thì sao? Khi cổ phiếu nổ lên chúng ta sẽ rất khó là mua, bởi vì chúng ta sợ nó sẽ quay trở lại test nha mọi người nhá. Mà khi nó quay trở lại test thì chúng ta sẽ rơi vào vị thế cắt lỗ đấy. Nên là khi chúng ta lấy ở nền thì khi mà cổ phiếu tăng vượt đỉnh thì giá nó sẽ là giá trung bình từ nền đến vượt đỉnh, và nó sẽ nằm ở cái khoảng giữa này này mọi người này. Đó, thì khi mà cổ phiếu test thì chúng ta sẽ không bị rơi vào vị thế cắt lỗ nha mọi người nhá. Và khi mà tài khoản của chúng ta chỉ cần nó không đỏ thôi là tâm lý của chúng ta nó hết sức thoải mái rồi. Nên là mọi người chú ý giúp em, đoạn này chính là cái đoạn mọi người bắt đầu đi săn, đi nhặt những cái cổ phiếu đạt tiêu chí và gom dần đi nhá mọi người nhá. Đoạn này không phải là đoạn sợ hãi, nhịp rung rũ là cơ hội để cho mọi người đánh một nhịp ngắn nhá. Rồi, kết thúc cái video ở đây. Thì em Cường có một cái nhóm Zalo là 0936812449, thì ID nhân viên bên công ty chứng khoán VPS của em là BC25. Mọi người nhớ nếu mà cần mở tài khoản hoặc là cần người tư vấn đầu tư thì liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người, chúc mọi người đầu tư an nhàn, thành công.